Xin chào mọi người, lại là tôi người bị YouTube hắt hủi đây ahaha. Trong video này, tôi sẽ cho bạn thấy tất cả các bí mật và cuộc chứng phục sinh của mùa 2 của CKB đi toilet. Chúng ta sẽ phân tích từ tập 5 đến tập 8, nói về tất cả những khoảnh khắc mà bạn có thể đã bỏ sót. Nếu bạn muốn hiểu về loạt phim bí ẩn này cùng tôi, hãy xem video đến cuối. Điều này sẽ thú vị đấy. Bắt đầu thôi! Ở tập 5, chúng ta thấy một cái bồn cầu CKB đi toilet to lớn bay lượn. Bạn có thể thấy ngay rằng bồn cầu này khác biệt so với tất cả các bồn cầu khác. Nó có một thùng chứa hẹp và một nút xả ở phía dưới. Nó cũng có một cái đầu nam 09, giống như những chiếc bồn cầu trong tập 3. Chúng ta thấy bồn cầu này lần thứ 2 trong tập 13, nhưng lần này nó có mắt lê xi. Cũng có hai cameraman lớn xả nước cho nó và chúng ta không thấy thêm bồn cầu nào như vậy nữa. Điều kỳ lạ là nó bay mà không cần ghế tắc, trực thăng hoặc bất cứ thứ gì, trong khi các bồn cầu bay khác lại có điều đó. Ở đầu tập, chúng ta thấy những người giống như trong tập 3, nhưng đây lại là những người khác. Có vẻ như tất cả mọi người trong tập 3 đã trở thành bồn cầu CKB đi trong nhà hàng đó. Chú ý cái ông tô băng tiết trên biển số, chúng ta thấy chữ OCD có thể liên quan đến rối loạn ám thị quyết. Bởi theo cách đó, hãng này không còn sản xuất xe nữa. Băng tiết phá sản vào năm 2009. Nhìn vào các phương tiện quân sự, có các xe tăng chạy về phía CKB đi và các trực thăng quân sự bay gần đó. Dường như mọi người đang cố gắng phá hủy các bồn cầu CKB đi. Bởi theo cách đó, chú ý cái biển báo trên xe tăng, thường đó là biểu tượng xếp dân và có nghĩa là cấp bậc hoặc gì đó. Nhưng tôi tìm thấy điều khác, tôi đã nói với bạn nhiều lần rồi rằng Đập Phúc là người Nga. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều thông tin về anh ấy và tôi chắc chắn về điều đó. Bây giờ, nếu bạn biết, Nga đang trong tình trạng chiến tranh ở Ukraine và trang thiết bị quân sự Nga có các đánh dấu xếp và V trên đó, tôi nghi ngờ rằng điều này cũng có thể liên quan. Bởi theo cách đó, bên dưới, chúng ta thấy một ông Giman và Golden Fuzzyman đang nhảy múa. Giống như trong các video về bồn cầu CKB đi ban đầu khác, các CKB đi bay khác có hình dạng bồn cầu thông thường. Chú ý cách chúng có các CKB đi nhỏ bay ra khỏi miệng của chúng. Chúng ta đã thấy công nghệ này trong tập 30 khi nhà khoa học CKB đi có một ký sinh trùng bò ra khỏi miệng. Ngoài ra, nhiều trong số chúng có đôi mắt màu đỏ. Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì, có lẽ họ đang giận dữ. Đó là điều chúng ta thấy với CKB đi linh mục khi anh ấy ăn thợ quay phim. Cũng trong tập 51, có một máy bay CKB đi có đôi mắt màu đỏ và anh ấy rất mạnh mẽ và bền bỉ. Bạn có thể thấy một biển báo ở xa nói pi, nhưng tôi không biết điều đó có thể có ý nghĩa gì. Hơn nữa, các bồn cầu lớn có một thứ màu xám ở đây và những chiếc nhỏ thì không. Chúng ta chưa gặp thợ quay phim trong tập này, nhưng chúng ta đang xem xét về tên của anh ấy. Chú ý cách hình ảnh được phóng to. Trong khi đó, trong các tập trước, camera luôn luôn ổn định. Có thể chúng ta thậm chí đã xem chúng từ góc độ của con người, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Còn về tập 6, đầu tiên, đó là một tài liệu tham khảo đến một cảnh tương tự trong video về vũ đạo đa vũ trụ của Beatbox. Chúng ta thấy cùng một nhân vật trong chiếc áo xanh ở phần đầu tiên. Có một hình ảnh của bồn cầu nam 07 từ tập đầu tiên. Có vẻ như anh ấy là một tượng thần đối với những bồn cầu khác. Hơn nữa, có ông Giman ở đây với hình dạng người. Còn về một Spider-Man đang nhảy múa thì sao? Có Golden Fuzzyman đang nhảy múa bên trái như thường lệ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là nam 07 và nam 09 đang nhảy múa ở đây trong bộ quần áo giống như họ mặc trong vũ trụ đa vũ trụ của Beatbox. Xung quanh còn có các bồn cầu CKB đi, điều này có nghĩa là chúng ta đang ở trong vũ trụ CKB đi. Nói vậy, những chàng trai ở đây không có hình dạng của bồn cầu, vì vậy họ không tự biến mình thành bồn cầu, họ chỉ đến thế giới này sau đó. Tôi sẽ kể cho bạn lý thuyết có vẻ khả thi nhất. Bởi theo cách đó, trước khi phần của bài CKB đi bắt đầu, chúng ta nghe một bản remix của ca khúc Black Magic của Lady Gaga. Đối với những người không biết, đó là một tham chiếu đến CGC phổ biến. Ngày thứ tư, nhân vật chính nhảy múa tại một bữa tiệc với bản remix này và nó trở nên rất phổ biến. Chiếc bồn cầu hói này trông giống như nó đến từ tập 5. Ở đây còn có một phụ nữ CKB đi. Chúng ta cũng thấy họ trong tập 7, nhưng họ không còn xuất hiện trong CGC nữa. Tổng hợp, tập này không có nhiều cốt truyện chính, nhưng trong tập 7, chúng ta lần đầu tiên thấy mình là thợ quay phim. Bây giờ không còn Giman đứng bên cạnh Golden Fuzzyman, mà là một nhân vật khác từ trò chơi Hấp Lắp Bunny Calhoun. Ở đây, chúng ta cũng thấy sự xuất hiện đầu tiên của Giman to lất, nhưng hãy đi qua mọi thứ theo thứ tự. Thợ quay phim đi lại và chỉ cần xả nước cho CKB đi. Có vẻ như tất cả các đặc vụ đã nhận được lệnh phá hủy các bồn cầu vào thời điểm chính xác này. Trước đó, họ chỉ đang theo dõi, nhưng bây giờ họ đã bắt đầu một cuộc chiến. Khi anh ta xả, các nhân vật đang nhảy múa phía sau biến mất. Chú ý rằng bồn cầu đang đứng giữa đường gần cột đèn có giấy vệ sinh treo bên cạnh. Xung quanh không có gì cả, chỉ có cỏ và chân trời. Bởi theo cách đó, đây là bản đồ Abidon Vocally. Bạn có thể khám phá nó một mình. Những chiếc bồn cầu CKB đi xuất hiện trên chân trời nhưng không có ai ở xa. Và sau đó, chúng ta nghe thấy một vụ nổ và một chiếc bồn cầu ghi to lớn đứng trước mặt chúng ta. Ông đến từ đâu? Tôi có hai lý thuyết. Một, ông đã được di chuyển đến đây vì chúng ta có thể thấy khói đen. Có thể ông đã được đưa đến đây bởi CKB đi từ tập 5. Nhưng lý thuyết thứ hai là rằng ông to lớn ngay tại đây. Tưởng tượng rằng ngay trong tòa nhà đó, nhà khoa học CKB đi đã thực hiện thí nghiệm trên các bồn cầu và phóng to một trong số chúng lên nhiều lần.
Bởi vì ông ta trở nên quá lớn, ông phá hủy tòa nhà. Ông ta chưa có đôi mắt Lacy, hoặc có thể là ông ta không sử dụng chúng. Chú ý cũng đến hình dạng của chiếc bồn cầu. Ở tập 9, chúng ta thấy một tượng đài với một chiếc bồn cầu mạ vàng và một hình ảnh của nam nhân vật 07 từ tập đầu tiên. Nhưng chiếc bồn cầu này thuộc về Giman vì nó có một thùng nước hẹp. Cuối cùng, Giman sẽ được nâng cấp và tiếp quản chiếc bồn cầu từ chiếc CKB đi tò lất bay kia bị phá hủy trong tập 13. Hãy chú ý rằng bồn cầu nam thứ 9 xuất hiện ngay phía sau Giman. Nó giống như nó đang gợi ý cho chúng ta rằng người thứ 9 và người thứ 7 đang kiểm soát mọi thứ xảy ra ở đây. Tôi không biết tại sao The Phúc đã ngừng đề cập đến những nhân vật này trong các tập mới. Có thể anh ấy không thích lý thuyết đó. Hoặc có thể không ai để ý đến gương mặt của họ bên cạnh các bồn cầu. Đến lúc phân tích tập 8, đây là tập cuối cùng trong mùa 2 của CKB đi tò lất. Bởi theo cách đó, chỉ mùa 2 đầu tiên có 4 tập mỗi mùa, tất cả các mùa tiếp theo chỉ có 3 tập. Ở đây, chúng ta thấy lần đầu tiên thấy cách cuộc chiến bắt đầu, và nó đã bắt đầu một cách khá lớn. Một đội quân Kamerman ra chiến đấu với một đội quân bồn cầu CKB đi. Mọi người vẫn đang đứng xung quanh, họ không hiểu đang diễn ra chuyện gì. Chúng ta sẽ thấy những con người này một vài lần nữa trong các tập sau và sau đó họ biến mất. Tôi khá chắc rằng virus CKBD đã khiến họ cuối cùng trở thành các chiếc bồn cầu. Hãy chú ý rằng hầu hết các Kamerman đều có bàn tay màu trắng. Trong các tập mới, chúng ta thấy họ đều đang mang găng tay. Tôi nghĩ rằng các thợ quay phim có thể là robot được thiết kế để trông giống con người. Vì vậy, không phải là da bò, mà là một loại vải hoặc chất liệu giống da. Phía sau họ, chúng ta thấy các xe quân dụng của Kamerman. Tôi nghĩ rằng chúng đang chở theo nhiều đặc vụ, ngay phía sau đó. Ngay sau đó, bạn có thể thấy Giman dưới hình dạng con người một lần nữa. Nhưng có điều không ổn với ông ấy. Đầu của ông quá lớn. Tôi nghĩ rằng Giman có rất nhiều bản sao. Một trong số họ đã trở thành bồn cầu Shikimidi và bản này trở thành một con búp bê hoặc cái gì đó. Có rất nhiều Kamerman trong đội với máy ảnh màu đen. Điều này không liên quan gì đến màu da của họ tuy nhiên. Tất cả tay của họ đều màu trắng. Tôi giả định rằng máy ảnh màu đen cho thấy người chiến đấu đã được đào tạo nhiều hơn, nhưng tôi chỉ nghĩ như vậy vì Perlangamin. Chúng ta chưa thấy nhiều Kamerman với máy ảnh màu đen như vậy trong các tập mới hơn. Bồn cầu lớn nhất trong đội Kamerman này lại là nhân vật nam thứ 9. Điều này lại nói cho chúng ta biết điều gì đó về vai trò đặc biệt của chàng trai này. Phía sau lưng chúng ta nghe 3 tiếng nổ, sau đó bồn cầu nam thứ 7 tiến lại gần chúng ta. Tôi không chắc liệu anh ấy có phải là duy nhất ở đây hay có một vài người giống như chàng trai thứ 9, nhưng anh ấy đánh bại các tạp vụ khá dễ dàng chỉ bằng cách đụng đầu họ một lần. Tôi nghĩ rằng đó chính là người thứ 7 từ tập đầu tiên mà mọi người thờ phụng. Có lẽ ông ấy có siêu năng lực, đó là lý do tại sao ông ấy đánh bại Kamerman một cách dễ dàng. Bởi theo cách đó, đây là tập cuối cùng mà chúng ta thấy Gerze thi ngờ bồn cầu. Kể từ khi chúng ta đã thấy Nam 07 và Nam 09 gốc trong vũ trụ này, họ có lẽ không biến thành bồn cầu CKBD ở đây. Vì vậy, lý thuyết của tôi về trận chiến với thứ 9 độc ác trở nên ngày càng có vẻ như đúng. Như thể họ đã đến hành tinh 1337 nhưng quyết định không chiến đấu một mình mà sẽ chiến đấu với sự giúp đỡ của quân đội của họ. Có thể ngay từ đầu, Kamerman thuộc về người thứ 9 gốc, nhưng sau đó bản ác đã kiểm soát họ và họ chiến đấu bên phía hắn trong khi người thứ 7 và 9 gốc tạo ra các bồn cầu CKBD. Tôi thật sự muốn đa phúc nhớ về những nhân vật này và giải quyết bí ẩn này, và đó là tất cả cho đến bây giờ. Nhấn like và đăng ký kênh của tôi nhé. Hẹn gặp lại! No. Where's goddamn toilet? Aha, there you are. No. Okay, that's it. I'm pissing just right there. Ah, yes. Finally. Yellow leaves my body. That's quite a lot of piss. Oh god, no! Come on, end! No!